Phật ba thân nhân thế họ tìm, trăm ngàn muôn kiếp đau điên, vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần trước là chúng ta đã học qua đến 7 cái phần rạng hỏi tâm của Đức Phật đối với Ngài A Nan. Thì Ngài A Nan trả lời 7 lần cái tâm ở ngoài, tâm ở trong, tâm ở chặng giữa, tâm hòa hợp, vân vân. Tất cả những điều trả lời đó đều không được Đức Phật chấp nhận. Và Đức Phật dần dần sẽ dẫn chỉ cho chúng ta thấy cái thật, tức là cái tay chân tâm, cái thật tướng của chúng ta nằm đâu, cái gì là cái vọng, cái giả. Thì đến hôm nay là Đức Phật sẽ chỉ tiếp cái phần kế tiếp, tức là hiển bài căn và cái tánh thấy của chúng ta. Và chúng tôi xin đọc phần chánh văn trước. Hối hận nghe nhiều cầu dạy mé chân. Khi ấy Ngài A Nan ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài vai hữu, gối phải sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Con là em út của Đức Như Lai, nhờ Phật thương yêu, nay tuy được xuất gia, vẫn còn ỷ lại lòng thương yêu của Đức Phật. Do đó chỉ lo học nhiều mà chưa được quả vô lậu, nên không thể chiết phục được chú phục Sa Tỳ La, bị nó lai chuyển phải sa vào nhà giam. Chính bởi chẳng biết được chỗ đến của mé chân tâm, cuối mong Đức Thế Tôn mở lòng
từ rộng lớn thương xót chỉ dạy cho chúng con con đường thiền định Samatha, khiến kẻ xiển đề chưa có lòng tin được xa các thứ tà kiến. Thưa thỉnh như thế xong, năm vóc gieo xuống đất và cả đại chúng khát ngưỡng trông chờ được nghe lời chỉ dạy của Đức Phật. Vì thấy là sau 7 lần trả lời tâm mà trả lời đều bị Đức Phật bác, thì lúc này Ngài A Nan mới bắt đầu ân hận, thấy rằng mình thứ nhất là em bà con chú bác ruột của Đức Phật, thứ hai là được làm thị giả thân cận Đức Phật, thì cứ nghĩ rằng mình cứ ở bên cạnh Đức Phật là trước sau mình cũng được giác ngộ, cho nên không cần phải lo tu. Chính vì vậy mà mới bị chú thuật của Ma Đăng Già quấy nhiễu, khiến mất giới thể thanh tịnh của mình, và nhờ Đức Phật đưa thần chú cho Ngài Văn Thù cứu giác quay trở về. Và sau khi quay trở về rồi thì tới giờ phút này, qua cái sự trình bày, qua kiến giải của Ngài A Nan, qua sự thấy hiểu của Ngài từ trước đến giờ đều không dính dáng đến cái chỗ chân thật mà Đức Phật muốn chỉ, cho nên Đức Phật 7 lần rạng hỏi tâm mà Ngài A Nan đều trả lời không được. Đến đây Ngài A Nan mới thấy một điều hết sức quan trọng của một người tu là phải tu tập để chứng quả vô lậu. Có nghĩa là phải làm sao chúng ta tu tập để tự tâm của mình không còn có bất kỳ một cái sự rỉ chảy sanh tử nào. Có lẽ là nơi tâm hoàn toàn bạch quất tất cả những cái móng khởi, tình cảm, thương ghét, buồn giận, những cái chấp mắc lấy bỏ vân vân. Tất cả những cái tâm đó nếu mà còn thì người tu Phật sẽ bị còn sinh tử luân hồi hoài hoài, và sẽ không sống được bình yên trong cõi đời này. Nếu gặp bất kỳ một cái điều bất trắc nào cũng đều bị lay động, giống như cái chuyện của Ngài A Nan ở đây. Ngài cũng đã ân hận, Ngài thấy rằng thứ nhất là Ngài là người em bà con của Phật, Đức Phật thành Phật rồi, mình là dòng họ huyết thống, trước sau chắc có lẽ mình cũng được thành. Thứ hai là được gần gũi Đức Phật là hết sức tuyệt vời, ít có ai mà có cái duyên lành được gần Đức Phật nhiều ngày như Ngài A Nan. Trong tất cả các thời giảng thuyết của Đức Phật trên mảnh đất Ấn Độ, gần như là Ngài A Nan đều có mặt để nghe giảng, tức là một người được học rộng nghe nhiều. Và chính Ngài A Nan cũng được trong kinh điển tôn xưng Ngài là người thông minh đệ nhất. Có nghĩa là trong kinh ví dụ là Ngài A Nan khi nghe Đức Phật thuyết một lần thì Ngài A Nan thuộc không còn sót bất kỳ lời thuyết pháp nào của Đức Phật cả, giống như là bưng ly nước mà đổ qua ly nước không rớt bên ngoài một giọt nào. Thì chúng ta thấy với trí tuệ đó hết sức là tuyệt vời. Đây không phải là chuyện thường tình của một người học đạo mà có thể có được cái trí tuệ này. Chính nhiều đời nhiều kiếp Ngài A Nan cũng đã từng theo học Đức Phật là một, thứ hai là đã từng tu tập nhiều đời, khiến cho đời này ra khi gặp Đức Phật là được thân cận, được gần gũi và được học đạo, cũng như được thuộc lòng tất cả những bài kinh mà Đức Phật đã thuyết giảng. Với trí tuệ này thì không thể nói một cách thường tình được. Thế mà đến giờ phút này Ngài A Nan vẫn phải ân hận do cái việc học nhiều, hiểu nhiều của mình mà thiếu công phu. Do thiếu công phu đó mà xém một chút nữa là mất mạng, xém chút nữa là mất mạng. Thì ra chúng ta thấy rằng đến với đạo Phật là chúng ta đến để mà thấy, chứ không phải chúng ta đến để mà hiểu. Cái thấy ở đây tức là tự thân chúng ta phải nhận ra được cái chân lý thực sự mà Đức Phật muốn chỉ chúng ta. Còn chúng ta hiểu bằng tâm thức điều này điều nọ, chúng ta cho rằng mình hiểu là được rồi, thì được là được trên mặt kiến giải, chúng ta chỉ thỏa mãn ở mặt tri thức mà thôi. Chứ còn cái việc chuyên môn thì khi xảy ra chuyện chúng ta mới biết chúng ta là ai. Giống như Ngài A Nan vậy, xảy ra chuyện là biết rằng mình rõ ràng không có công phu. Vậy chúng ta ở đây cũng như thế. Nếu một ngày nào đó chúng ta chỉ thuần là một người học để có cái kiến giải, học để có sự hiểu biết trong Phật Pháp, để thỏa mãn tri thức không thôi á, thì chúng ta là người không có nội lực. Mà một người không có nội lực thì đụng với bất kỳ cái hoàn cảnh thuận hoặc là nghịch cũng vẫn đều bị động tâm.
Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng mình tu thì gặp cái chuyện thuận là chúng ta nghe an, chuyện nghịch chúng ta nghe, chúng ta bất an, không có đâu. Nếu thực sự chúng ta là người không có công phu thì dù chuyện thuận đến với chúng ta cũng bị dao động. Tức là người ta thương mình, người ta mến mình, người ta lo lắng cho mình thì mình cũng bất an, vọng động. Người ta ghét bỏ mình, người ta gây hại mình cũng bất an, vọng động. Cả hai mặt khiến cho chúng ta đều bị bất an, chứ chúng ta không thể bình yên được trước cái sự việc trái nghịch hoặc là thuận lòng của cuộc sống này. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên đây là một cái gương để cho chúng ta, ngài A Nan thị hiện là một cái vị tri thức đệ nhất trong thời của Đức Phật, để cho chúng ta thấy rằng dù có hiểu Phật pháp đến nơi đâu, dù có thuộc Phật pháp đến nơi đâu thì vẫn là một cái người phàm phu thuộc lòng kinh điển mà thôi, không phải là những vị thánh hiền. Đây là điều mà chúng ta phải thấy ra. Cho nên ở đây ngã năng đến giờ phút này mới thật sự nhận ra cái lỗi của mình. Đây là một trong tám chướng, là sở tri chướng, tức là cái thấy biết nhiều cũng chướng đạo. Người tu chúng ta phải thật sự có cái thấy biết này giống như ngài A Nan thì mới hy vọng là chúng ta tiến sâu vào trong Phật pháp được. Còn nếu không là chúng ta vẫn giống đi theo con đường mòn của ngài A Nan, tức là chúng ta đi theo con đường tri thức, chứ chúng ta không thể đi theo con đường chuyên môn được. Bởi vì một ngày nào đó chúng ta thấy cái hiểu biết mình là quan trọng, chúng ta thấy cái kiến giải của mình là quan trọng, chúng ta thấy cái sự sở hữu tri thức của mình là quan trọng, thì ngày đó chúng ta vẫn còn bị lầm lạc, chúng ta vẫn còn là người hướng ngoại chứ chưa phải là cái người hướng nội thực sự. Do vậy tất cả những người tu thông qua cái câu chuyện của ngài A Nan là chúng ta phải tự thấy được cái lỗi tri thức của chính mình. Thực sự ngài A Nan chỉ là người thị hiện và đại diện cho tất cả những người con Phật trong cõi ta bà này của chúng ta. Chúng ta luôn luôn đến với đạo bằng con đường tri thức, và chúng ta vướng mắc ở nơi tri thức mà chúng ta không thoát ra. Do vậy mà chúng ta chỉ là người hiểu biết, chúng ta chỉ là người kiến giải, mặc dù kiến giải hết sức chuẩn xác, hết sức đúng, giống như ngài A Nan nói không sót bất kỳ lời nói nào của Đức Phật ở trong lúc mà Đức Phật đã còn tại thế, Đức Phật đã thuyết cho chúng ta nghe, thì ngài A Nan không có quên một chữ nào cả, được thông qua lỗ tai ngài là ngài không quên. Thế mà đụng chuyện vẫn còn phải lung lay. Đây là điều mà tất cả những người học Phật chúng ta phải ghi nhớ. Làm sao đó tất cả chúng ta đều thấy một cách rất rõ ràng cái lỗi tri thức này, nó sẽ che mờ trí giác của mình. Một lần như vậy trong đời, chúng ta phải tự bản thân chúng ta thấy ra cái lỗi này. Chứ nếu không là suốt cuộc đời này chúng ta đã làm một cái chuyện phí uổng, trôi đi một đời của mình, và rồi tiếp nối những đời kiếp khác nữa, chúng ta cứ mãi hướng ra bên ngoài để tìm cầu tri thức. Chúng ta muốn học, muốn hiểu, muốn biết về mặt tri thức, chứ chúng ta không phải là người muốn biết về chuyên môn. Do đó cái kết quả chúng ta là chúng ta chỉ thỏa mãn ở mặt tri thức mà thôi. Còn những quả vị thánh hiền chúng ta không thể đạt được nếu chúng ta là cái người còn nặng tri thức. Do vậy một lần nữa chúng tôi muốn gợi ý để cho tất cả Phật tử chúng ta nên có một cái thấy nhìn lại về bản thân của mình. Tức là chúng ta phải thấy cái lỗi tri thức của chúng ta trong tất cả những cái kiến thức mà chúng ta đã hiểu từ trước đến giờ. Quý vị thử chiêm nghiệm lại xem chúng ta đang hiểu điều này, đang hiểu điều kia của quyển kinh này, quyển kinh nọ, xem những cái hiểu đó từ đâu mà có phải là do chúng ta học, chúng ta đọc thông qua một cái thời giảng của vị thầy nào đó, hoặc vị hòa thượng nào đó, hoặc là thông qua kinh điển nào đó mà chúng ta mới hiểu được điều này điều nọ trong Phật pháp, phải không? Tức là những cái mà chúng ta đã thu gom từ bên ngoài vào, chứ những cái đó chưa phải là cái thật của mình. Thì như vậy một lần bất kỳ một người tu Phật nào phải thấy ra tất cả những cái mà mình lượm lạc được, tất cả những cái mà mình thu gom được, tất cả những cái mình góp chứa từ trước đến giờ, tất cả những cái tri kiến, tri thức, những cái thấy hiểu mình đã có từ trước đến nay đều là những cái vay mượn.
đều là những cái che chắn giữa mình và sự thật. Nếu một phen chúng ta thôi dứt được tất cả những cái tri thức vốn có của chính mình, thì khi đó chúng ta mới kề cận với chân lý được. Dù bất kỳ một tri kiến nhỏ nào nếu còn ở nơi chúng ta, thì cái đó là rào chắn của chúng ta đến với chân lý. Đây là điều mà một người học Phật phải thấy ra. Đến phần thứ hai, khi ấy Đức Thế Tôn từ trên cửa mặt ở khoảng giữa hai chặng mày phóng các thứ hào quang. Hào quang ấy sáng chói như trăm ngàn mặt trời khắp các cõi Phật. Sáu thứ chấn động, bây giờ mười phương các cõi nước như số vi trần đồng thời hiện ra. Do oai thần của Phật khiến các thế giới hiệp thành một cõi. Trong cõi ấy có các vị Bồ Tát lớn đều ở nơi nước của mình chắp tay lắng nghe lời Phật dạy. Đáng lý là từ đầu bản kinh, giống như một số bản kinh Đại Thừa, thì Đức Phật cũng phóng hào quang giữa chặng mày. Nhưng mà riêng kinh Lăng Nghiêm vô sâu tới phần trong rồi Đức Phật mới thể hiện điều này. Như chúng ta cũng đã nói một số bản kinh khác, tức là từ cái cửa thứ nhất mà vào thì cùng Phật Tổ làm thầy trời người. Từ cửa thứ hai mà vào thì xứng được trời người cúng dường. Và từ cửa thứ ba mà vào thì tự cứu không xong. Từ trước đến giờ những cái gạn hỏi tâm, những cái duyên để mà có ra quản kinh quyển kinh Lăng Nghiêm này, thì Đức Phật cũng đã gạn hỏi, đã trả lời, đã thắc mắc điều này điều nọ với Ngài A Nan, và Ngài A Nan cũng đã trả lời với mình. Và đến cuối cùng Ngài A Nan đã thấy được cái lỗi lầm của cái người học đạo là lo hướng ngoại tìm cầu để tích góp cái tri thức mà thôi. Thì đến đây Đức Thế Tôn thay vì trả lời thẳng với A Nan là: này A Nan, ngươi hãy lắng nghe điều này điều nọ điều kia, nhưng Đức Phật không nói lời nào, mà từ lông trắng giữa chặng mày của Đức Phật phóng ra một luồng hào quang sáng rực cả trăm ngàn, sáng hơn cả trăm ngàn mặt trời hiệp lại khắp tất cả các cõi Phật ở mười phương pháp giới này, và gây chấn động các cõi, đồng thời mười phương các cõi như số vi trần lúc đó mới hiệp thành một cõi. Nếu từ cửa này mà chúng ta vào từ cửa này chúng ta vào thì xem như chúng ta đã học xong quyển kinh Lăng Nghiêm. Và từ cửa thứ nhất này mà chúng ta vào được thì xứng cùng với Phật Tổ làm thầy trời người. Đây là cửa thứ nhất. Cái cửa mà chưa thành ngôn ngữ văn tự, từ cái chỗ phóng quang chớp mắt chúng ta phải nhận ra. Chúng ta thấy cái điều mà Đức Phật phóng quang thì phóng quang ở đâu? Ở giữa hai chặng mày, giữa hai chặng mày. Đây là một cái ý mà buộc tất cả những người học Phật chúng ta phải thấy ra. Sao không phóng đại bên phải bên trái, hoặc bên đỉnh đầu hay là ở đâu đó, mà tại sao phải phóng giữa hai chặng ngoài? Chỗ này buộc chúng ta phải thấy. Ở đây chúng ta chỉ kiến giải, nhưng mà thực sự nếu chúng ta lặn dứt tất cả những kiến giải để chúng ta thầm nhận được cái điều kỳ diệu của tất cả những kinh điển Đại Thừa diễn tả sự phóng quang của Đức Phật đều xuất phát từ lông trắng giữa chặng mày cả, tức là khoảng giữa hai chặng mày của chúng ta. Thì trong cái 32 tướng tốt của Đức Phật, trong đó có tướng lông trắng giữa chặng mày, tức là bên nơi Đức Phật có một cái bạch hào kéo ra nó dài khoảng mấy tấc. Cho nên thường là chúng ta khi vào chùa chúng ta thấy hình Đức Phật là luôn luôn có cái gắn cái cục trắng trắng xuyên giữa, tức biểu hiện cái lông trắng giữa chặng mày Đức Phật. Và gần như tất cả kinh điển Đại Thừa muốn nói một cái điều gì trong bản kinh đó là Đức Phật đều phóng quang giữa lông trắng giữa chặng mày cả. Điều này để thấy rằng khi mà trí tuệ của một bậc giác ngộ đã bắt đầu xuất hiện, thì xuất hiện không ở bên đây, không ở bên kia. Vì chân mày của chúng ta là hai bên. Chân mày là hai bên, bên phải và bên trái, bên đúng và bên sai, bên hay và bên dở, bên thương và bên ghét. Và chân mày nó cũng là phương tiện để ngăn chặn nước mồ hôi chảy xuống mắt, làm ảnh hưởng cái thấy nhìn của mình. Như vậy là trên một người mà vượt thoát phương tiện, vượt thoát hai bên, mới xuất phát được một cái ánh sáng, mà ánh sáng đó thì sáng hơn trăm ngàn mặt trời hiệp lại. Thứ hai nữa là chiếu khắp cả mười phương pháp giới.
Và thứ ba là trải qua ngàn muôn ức thế giới, nhưng lúc đó tất cả thế giới đều hiệp thành một cõi. Chúng ta thấy rõ ý này, tức là từ bắt đầu khơi mào, ở đây mới chính thức khơi mào Kinh Lăng Nghiêm. Đây mới chính thức khơi mào Kinh Lăng Nghiêm. Để chúng ta thấy rằng là tất cả những kinh điển Đại Thừa đều gặp nhau ở chỗ ban đầu này. Và đây là tất cả những cái gì mà Kinh Lăng Nghiêm muốn nói. Nếu ngay đây chúng ta thể nhận được, ngay đây chúng ta tiếp thu được cái điều mà Đức Phật phóng quang chớp mắt, thì chúng ta đều quyền đứng dậy đi về khỏi học nữa. Chúng ta đã xong bản Kinh Lăng Nghiêm rồi, chúng ta đã học xong rồi. Ngang đây nếu chúng ta không hiểu nổi thì phải chấp nhận đi vào văn tự bên sau, rồi chúng ta tiếp tục phải học cho hết bản Kinh Lăng Nghiêm thì mới hy vọng là chúng ta hiểu được một ít phần. Thường thì những bậc đại căn đại cơ thì chỉ cần một cái phóng quang chớp mắt của Đức Phật thôi, hoặc là một cái sự đưa tay nhấc chân của một vị thiền sư là người ta có thể tiếp nhận được đạo lý rồi. Do vậy mà tất cả những người học Phật, do chúng ta còn tâm tìm hiểu, còn tâm tri kiến, cho nên chúng ta vẫn thấy cái việc phóng quang của Đức Phật là một cái gì mà khiến cho chúng ta không thấy chữ nghĩa nào hết để chúng ta hiểu. Cái chỗ phóng quang đâu có chữ nghĩa gì. Và nếu như chúng ta đợi để chúng ta hiểu đối với tất cả kinh điển Đại Thừa thì chúng ta sẽ học lầm. Kinh điển Đại Thừa không dạy để cho chúng ta hiểu. Kinh điển Đại Thừa dạy để chúng ta bật dứt cái sự hiểu biết của mình, để chúng ta hòa nhập vào cái chỗ chân thật tuyệt đối, hòa nhập vào chân lý. Chứ kinh điển Đại Thừa không bao giờ dạy để cho chúng ta hiểu. Do vậy học kinh điển Đại Thừa là chúng ta gác cái đầu chúng ta qua một bên. Phải gác cái đầu qua một bên để chúng ta nghe, mà không cho trí não chúng ta vận dụng thì mới hy vọng chúng ta thấy được một cái điều gì đó trong hệ thống kinh điển Đại Thừa. Và nhất là bản Kinh Lăng Nghiêm này thì ngay đây Đức Phật đã gợi mào cho chúng ta thấy rồi. Tức là làm sao chúng ta đừng ở bên này, đừng ở bên kia, chúng ta bằng cái thấy giữa chặng mày của mình, tức là bằng cái thấy không hai bên của chính mình, bằng cái nghe không phân biệt của chính mình, thì chúng ta mới nghe nổi Kinh Lăng Nghiêm. Cũng như bằng cái thấy không phân biệt hai bên này, chúng ta mới có thể thấy nổi hào quang của Đức Phật phóng ra như thế nào. Còn nếu không chúng ta không thể thấy được. Đây là chỗ hết sức quan trọng. Đây là chỗ khởi điểm, và theo chúng tôi đây là ý chỉ của bản Kinh Lăng Nghiêm. Chúng ta phải thấy ra điều này. Bây giờ chúng ta thử bắt chước Đức Phật, phải không? Chúng ta khi học Phật, khi chúng ta ở trong đạo tràng học Phật Pháp, chúng ta đừng bao giờ vẫn giữ mình ở trong cái thái độ là chúng ta nghe để rồi chúng ta hiểu và chút nữa chúng ta làm. Học như vậy chúng ta học kinh điển Đại Thừa không có lợi lắm. Cho nên khi chúng ta bắt đầu đi vào kinh điển Đại Thừa là chúng ta phải buông thân tâm mình ra, để mình là một cái con người ngồi tại đây nghe chỉ như vậy thôi. Tức là xong không xong thì cũng ở tại chỗ này, chứ không có chuyện mà rinh đi chỗ khác để làm. Kinh điển Đại Thừa cũng không dạy chúng ta đem về nhà để làm. Do đó khi chúng ta nghe kinh điển Đại Thừa là nghe ngay tại đây và bây giờ, để tất cả mọi cái tại nơi đây đều được hiển bày, là chúng ta nghe đúng tinh thần kinh điển Đại Thừa, thì chúng ta mới thấy nổi cái phóng quang của Đức Phật giữa chặng mày như thế nào. Nếu không chúng ta không thấy nổi. Quý vị nghe để quý vị hiểu cái gì đó, để rồi về nhà quý vị làm. Là như vậy chúng ta nghe cái kiểu bên đây hoặc nghe kiểu bên kia, đừng bao giờ nghe kiểu đó. Nếu mà nghe kiểu đó thì chúng ta không thấy nổi hào quang này. Và hào quang này theo như trong kinh diễn trả là nó sáng gấp trăm ngàn cái mặt trời, chứ không phải sáng một cách đơn giản. Và lúc đó thì chúng ta mới thấy một điều kỳ diệu là khi cái trí tuệ của chúng ta, khi mà không còn ở bên đây, không còn ở bên kia nữa, thì tự động chúng ta sẽ có một cái sáng rất là kỳ diệu hiện ra ở nơi chính mình. Chính cái sáng này như trong kinh diễn tả là sáng hơn trăm ngàn mặt trời hiệp lại. Đây là một sự thật. Tất cả những người cả có cái công phu chuyên môn, đi sâu vào cái công phu của chính mình, nếu mà có một cái sự tiếp nhận rõ ràng đối với cái hệ thống kinh điển Đại Thừa, thì đều thấy cái việc mà sáng bừng lên hơn trăm ngàn cái ánh sáng mặt trời là một sự thật. Là một sự thật, chứ không phải
trong kinh điển diễn tả một cách rất phù phiếm để cho chúng ta nghe như một chuyện huyền thoại, mà đó là tất cả những sự thật được xảy ra đối với một hành giả khi người đó không còn vướng mắc ở hai bên. Và chúng ta sẽ thấy được cái nguồn sáng này, chúng ta tiếp nhận được nguồn sáng này, và chính nguồn sáng là nó nhúng sáng thân xác chúng ta để biến con người chúng ta thành một con người khác, thành một con người mới được nhúng sáng bởi ánh sáng nhiệm màu của chân lý. Thì từ đó về sau chúng ta sống lại bằng con người mới hoàn toàn, chúng ta được Phật sanh chúng ta ra để sống chứ không phải là mang thân xác của cha mẹ nữa. Đó là một cái sự thật của tất cả những người tu. Cho nên người tu chúng ta phải có một cái lần xảy ra như thế này đối với cuộc đời của mình, thì lúc đó mười phương cõi nước đối với chúng ta không còn là nhiều, không còn là xa, không còn bất kỳ một cái ranh vực nào đối với chính mình trong lúc này, không còn không gian, không còn thời gian với mình trong lúc này. Do đó mà mười phương pháp giới bắt đầu thông đồng thành một cõi, thông đồng thành một cõi. Lúc đó không còn có ta, cũng không còn có người, tức là lúc đó chỉ một mà thôi. Trong pháp giới mười phương này, lúc đó hiện hữu một cái sự thật sáng bừng, và chỉ bằng như vậy mà thôi. Nếu ai một phen tu tập theo đạo Phật xảy ra được một lần như thế này trong cuộc đời của chính mình, thì coi như chúng ta đã bước được một bước đúng với chánh pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Còn nếu như chúng ta chưa có một cái phen xảy ra điều này với chính mình trong cuộc đời này, thì coi như đạo lý với chúng ta còn xa lắm. Chúng ta không nên buồn phải không? Tại vì mình chưa có đủ duyên. Tất cả những người tu Phật mà chưa có một lần như thế này thì phải biết rằng mình còn ở cách xa Phật pháp rất là xa. Khi nào một lần chúng ta mở cánh cửa giác ngộ thì toàn thân tâm và vũ trụ này bừng sáng lên. Đó là một sự thật. Tất cả những cái hình sắc mà chúng ta thấy bây giờ như là màu vàng, màu đỏ, màu xanh như thế này, chúng ta thấy bằng cặp mắt thịt của mình thì nó có những cái màu hiện hữu. Nhưng lúc đó những cái màu này vẫn hiện hữu như thế, nhưng mà rực rỡ hào quang gấp trăm ngàn lần cái đẹp như bây giờ chúng ta đang thấy. Đây là một sự thật. Mà cái đẹp đó không có ngôn ngữ, không có ngôn từ có thể diễn tả. Cái bàn, cái ly và tất cả những hình sắc trước mặt chúng ta lúc đó rực rỡ hào quang thật sự. Không có cái gì là xấu với mình cả. Cho nên vàng bạc, pha lê, sa cừ, mã não, san hô lúc đó cũng không hơn một hồ cát. Đó là một cái sự thật. Ở đây không phải là chúng ta nói đại, nói đùa, nhưng mà đó là một cái sự thật của tất cả những người công phu đã đến chỗ này. Ai có một phen đến chỗ này sẽ cảm nhận được một cái ánh sáng nhiệm màu rõ ràng là sáng hơn trăm ngàn muôn ức ánh sáng của mặt trời, mặt trăng hiệp lại. Đó là một sự thật. Cho nên đây là những cái chỗ đến của những người hành giả tu Phật. Chúng ta phải lưu ý điều này. Đức Phật đã thuyết cho chúng ta bài pháp đầu tiên về bản Kinh Lăng Nghiêm chưa thành ngôn ngữ, để chúng ta phải hiểu rằng Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật muốn chỉ tới cái chỗ chân thật này. Cái chỗ chân thật lìa thoát hai bên, sáng rực rỡ khắp mười phương pháp giới và dung hội cái mười phương pháp giới thành một cõi nước chân thật. Lúc đó không còn là hai ở một mãi mãi nhỏ nhiệm trong tâm thức của mình, thì khi đó là mười phương cõi nước nó hiệp thành một cõi liền. Thì một người hành giả sẽ cảm nhận được điều này khi đi vào chân trời Phật pháp. Và đây là chỗ khởi điểm cũng như là ý chỉ của Kinh Lăng Nghiêm. Theo chúng tôi đây là ý chỉ của Kinh Lăng Nghiêm. Do đó mà chúng ta học bản Kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta có học hết đi nữa thì chúng ta phải nhớ đây là cái khơi mào. Và chính cái khơi mào này chúng ta không nhận nổi, chúng ta không nhận nổi thì chúng ta mới bắt đầu đi vào văn tự chữ nghĩa tiếp tục ha. Ở đây thì chắc chắn là chúng ta phải đi vào văn tự chữ nghĩa rồi. Thì đây là điều mà tất cả chúng ta cũng phải chấp nhận một cái sự thật. Bởi vì chúng ta quen từ trước đến giờ khi đi học Phật pháp là chúng ta đem cái tri thức ra để mà chúng ta xài trước khi chúng ta thấy sự vật. Chúng ta muốn thấy cái gì là chúng ta chuẩn bị. Chúng ta muốn đi đâu là chúng ta có sự chuẩn bị. Chúng ta muốn nghe cái gì là chúng ta phải có sự chuẩn bị. Gần như tất cả những sự chuẩn bị, những cái vốn liếng, những cái tri thức đều đặt để trước sự việc thì chúng ta tiếp nhận cả. Do vậy mà cái sự chuẩn bị đó tính là cái rào chắn của chính mình. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu học đạo, nhất là học cái hệ thống kinh điển Đại Thừa này, thì quý vị cố gắng là thôi dứt tất cả những chuẩn bị của mình đi. Không, chúng ta ngồi tại đây là một con người rỗng rang, thanh tịnh, sáng suốt, nhiệm màu này.
đừng có thêm, đừng có bớt cái gì, đừng có dựa bên đây, đừng có dựa bên kia, đừng có thấy rằng cái tri thức này là đúng, tri thức kia là sai, cái thấy hiểu này là hay, thấy hiểu kia là dở, vân vân. Tất cả những cái đó quý vị phải rơi rụng thực sự ngay tại đây và bây giờ, thì chúng ta mới có thể nghe được những cái lời pháp chân thật nhiệm màu từ bản kinh Lăng Nghiêm này, chúng ta mới có thể thấm được với chính mình. Chứ nếu không, tất cả những tri thức đều là những rào cản để nó xua đuổi chân lý ra khỏi con người chân thật của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Từ cái chỗ mà phóng quang chớp mắt này, chúng tôi nhắc lại một lần nữa là tất cả những người học Phật đã nói học cái kinh điển Đại Thừa là chúng ta phải lưu ý, thực sự lưu ý, thực sự chú trọng tới cái đoạn hết sức quan trọng này. Và ở đây nếu chúng ta chưa có một phen mà nhận được, chúng ta chưa có một phen thể hội được điều này, chưa có một lần thực sự thông cảm với chỗ phóng quang chớp mắt này, thì chúng ta cũng phải lưu ý đây là chỗ hết sức quan trọng của bản kinh Lăng Nghiêm nha. Quý vị nên để ý đây là một bản kinh, là một cái đoạn văn hết sức quan trọng. Quan trọng bậc nhất là yếu chỉ của bản kinh Lăng Nghiêm. Và tất cả những cái gì ở phần sau bản kinh Lăng Nghiêm đều muốn cho chúng ta thể hội điều này. Đó là điều mà chúng ta phải lưu tâm. Phật bảo A Nan, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay, các thứ điên đảo giống nghiệp tự nhiên nhóm lại như chùm ác xoa. Các người tu hành không thành được đạo vô thượng bồ đề, mà chỉ thành thanh văn duyên giác ngoại đạo chư thiên ma vương quyến thuộc của ma, đều chẳng biết hai món căn bản tu tập sai lầm, cũng như nấu cát muốn thành cơm dù trải qua nhiều kiếp trọn không thể được. Thế nào là hai thứ căn bản? A Nan, một là căn bản sinh tử từ vô thủy kiếp. Chính hiện nay ông và chúng sanh dùng tâm phan duyên làm tự tính. Hai là bồ đề niết bàn, nguyên thể thanh tịnh từ vô thủy kiếp, tức là thức tinh nguyên minh của ông hiện nay hay sinh các duyên mà bị duyên bỏ rơi. Do chúng sinh bỏ rơi tính bản minh này, nên tuy trọn ngày động dụng mà chẳng tự biết, uổng trôi vào trong tất cả các cõi. Đoạn này Đức Phật bắt đầu gợi tiếp tục cho chúng ta. Đức Phật nói rằng tất cả chúng ta từ xưa đến giờ chưa có biết được cái hai cái thứ căn bản đối với Phật Pháp. Do đó mà cái việc tu tập của chúng ta không có kết quả tốt đẹp. Thì hai cái căn bản đó nếu chúng ta không có thể nhận được, cho nên dù chúng ta có cố gắng tu hành như thế nào thì dữ lắm là chúng ta chứng quả thanh văn hoặc là duyên giác mà thôi. Chứng quả thanh văn duyên giác là cái phước báo chúng ta rồi. Ở đây Đức Phật lại nói thêm, ngoài cái việc chứng quả thanh văn duyên giác rồi bắt đầu còn đi lệch những cái đường tà ma ngoại đạo, đi đến cõi thiên hoặc là trở thành ma dương lạc hoặc là quyến thuộc của ma, đều do chẳng biết hai món căn bản mà tu tập sai lầm. Cho nên ngày nào mà chân lý chưa tỏ lộ nơi lòng của chúng ta thì ngày đó chúng ta vẫn còn lầm đường lạc lối, vẫn còn đi vào con đường hai bên, vẫn còn lấy cái này vẫn còn bỏ cái kia trong tâm của chúng ta, thì chúng ta biết rằng chúng ta còn đang làm việc sai lầm. Quý vị nên lưu ý điều này. Chúng ta ngồi lại, chúng ta nghĩ tới một cái chuyện gì đó mà gắn thêm một cái chút thương hoặc là ghét, chúng ta cần phải lấy cái này, chúng ta cần phải bỏ cái kia trong tâm của mình, thì chúng ta đang tìm con đường lệch lạc để chúng ta đi tiếp. Chúng ta nên thấy điều này. Cho nên một người học Phật phải hết sức tỉnh táo để thấy ra mình đang bắt đầu bước chân ra khỏi nhà mình để đi vào con đường sai lầm, là chúng ta phải thấy ra vừa có một cái sự móng khởi để phân biệt hai bên, để chấp nhận đúng hoặc là sai nơi tâm của mình, để chấp nhận điều này là phải, điều kia là trái, điều này là hay, điều kia là dở, để rồi chúng ta phải thương hoặc là chúng ta phải ghét, để chúng ta phải lấy hoặc là chúng ta phải bỏ, tức là chúng ta đang chuẩn bị rời khỏi cái chỗ chân thật của chính mình mà chúng ta đi đến con đường lệch lạc càng lúc càng xa cội nguồn. Do vậy một người học đạo chúng ta phải thấy được cái sự thật mà chúng ta đang sở hữu, cái sự thật mà chúng ta đang có, để chúng ta luôn an trú nơi chỗ
thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu của chính mình, mà đừng có bước ra bên ngoài. Chúng ta rời khỏi gia đình, rời khỏi nhà chúng ta thì sẽ bị nắng táp mưa sa, thì cuộc đời chúng ta sẽ không còn bình yên nữa. Thì ở đây Đức Phật nói hai món căn bản mà chúng ta không nhận ra để chúng ta tu tập sai lầm. Giống như một người nấu cát mà muốn thành cơm thì muôn đời không thể thành cơm được, cát thì không thể thành cơm được đâu. Thì hai món căn bản đó là gì? Món thứ nhất là căn bản sinh tử từ vô thủy. Như ngài A Nan cũng tư, như tất cả chúng ta ngày hôm nay tu tập dùng tâm khoan duyên làm tự tính. Chúng ta thấy là mình ngồi lại thì mình suy nghĩ một điều gì đó. Mình có bao giờ mình thấy rõ ràng cái suy nghĩ này là vọng, là giả không? Hay là mình thấy tôi nghĩ cái điều này nè, cái điều này là điều của tôi nghĩ. Ai nghĩ? Cái đầu chúng ta nghĩ tới điều này điều nọ, chúng ta nói là ai nghĩ? Phải mình nghĩ không? Phải tôi nghĩ không? Tôi nghĩ, tôi thấy như thế này nè, tôi nghĩ như thế này nè, tôi nghĩ như thế kia, tôi nghĩ như thế nọ. Đó là gì? Đó là căn bản sinh tử từ vô thủy. Đức Phật đã nói một cách rất rõ ràng để chúng ta thấy rằng ngày nào mà chúng ta ngồi lại, chúng ta còn nghĩ điều này, chúng ta còn nghĩ điều kia, tức là cái tâm chúng ta còn phan duyên đến ngoại cảnh. Đối với mắt, chúng ta thấy một hình sắc, chúng ta nghĩ tưởng tới để chúng ta phân biệt. Chúng nghe, nghe âm thanh, chúng ta nghĩ tưởng để chúng ta phân biệt, vân vân. Tâm chúng ta ngày nào còn phan duyên thì ngày đó chúng ta vẫn còn lún sâu vào con đường sinh tử. Vì ở đây Đức Phật nói đó chính là căn bản sinh tử từ vô thủy kiếp của chính mình. Nói thì nói vậy nhưng mà chúng ta thoát khỏi điều này có dễ không? Cực kỳ khó khăn phải không? Chính vì chúng ta muốn thoát cho nên nó khó. Chúng ta thử một lần, chúng ta đừng có thoát thì chúng ta lại ở được ở bên ngoài. Chúng ta muốn thoát là chúng ta là ở bên trong. Khi mà tất cả những cái vọng duyên bắt đầu hiện khởi nơi đầu của mình, nó nghĩ điều này, nó nghĩ điều kia, nó nghĩ điều nọ, nó thương người này, nó ghét người kia, vân vân. Chúng ta có bao giờ bình tĩnh để thấy tất cả những cái này nó hiện ra nơi đầu không? Hay là lúc đó chúng ta có thái độ? Tất cả những người tu đều phải có thái độ, đúng không? Và mình nghĩ là bây giờ mình tu, mình đang dụng công nè, mình đang thiền nè, mình đang niệm Phật nè, mình đang tụng kinh nè, mình đang trì chú nè, mà sao mấy cái này nó cứ nghĩ hoài trong đầu của mình. Nó là ác, là ma, là này, là kia, là nọ, đủ thứ để chúng ta phải hơn thua với tất cả những cái điều này. Chúng ta muốn dẹp trừ tất cả điều này cho nó nhanh nhanh, cho nó lẹ lẹ, để tâm chúng ta được vắng, tâm chúng ta được yên, đúng không? Chúng ta tu cái kiểu đó. Và càng hơn thua với vọng tưởng nhiều chừng nào thì chúng ta cứ nghĩ rằng đó là chúng ta dụng công đắc lực nhiều chừng đó, phải không? Mà ở đây từ trước đến giờ chúng ta có tu đắc lực kiểu này không? Có nhiều lắm, đúng không? Nếu mà chúng ta càng tinh tấn kiểu này chừng nào thì chúng ta càng trẻ đôi, chúng ta càng xé nát nội lòng chúng ta nhiều chừng đó. Chúng ta càng hơn thua chiến đấu nhiều chừng nào thì nơi tự tâm của chúng ta rúm máu nhiều chừng đó. Bãi chiến trường nội tâm chúng ta càng lúc càng đẫm máu thêm chứ không bao giờ dừng. Chỉ trừ không nội chiến nữa thì đất nước mới thanh bình. Phải để cho tất cả những cái ý niệm thương hoặc là ghét đang hiện ra ở nơi đó, nó được sinh hoạt đúng với cái tuổi thọ của nó, rồi nó tự động lặn mất đi. Xưa giờ chưa có bao giờ có một cái ý niệm nào xảy ra nơi đầu chúng ta, mình không thèm để ý gì tới nó hết. Mình không thèm hơn thua, mình không thèm bình phẩm, không thèm chê bai, không thèm lấy, không thèm bỏ gì hết. Có khi nào nó trở lại, nó lôi mình ra, nó nói là tôi nãy giờ tôi tới đây tôi tốn bao nhiêu tiền xăng, tôi bắt ông phải bồi thường không? Không bao giờ có ý niệm nào nó đòi kiểu này hết đó. Nếu thực sự mà chúng ta cứ để cho tất cả những ý niệm nó hiện hữu trong cái thấy biết rõ ràng của chính mình như vậy thì quý vị mới thấy một điều kỳ lạ là cái trí tuệ của chúng ta nó lại sắc sảo và mãnh liệt hơn. Chúng ta sẽ tăng trưởng được nội lực hơn. Còn nếu vừa khởi một ý niệm đúng hoặc là sai mà chúng ta hơn thua liền thì coi như chúng ta đã bị làm tổn giảm năng lực của chính mình.
Do đó mà càng tu nhiều theo cái kiểu hơn thua, nhiều chừng nào thì càng mệt chừng đó. Cho nên người tu chúng tôi thấy rằng tu dần dần rồi mất năng lượng, tại vì rõ ràng là nỗi lòng đã chiến tranh quá nhiều. Chúng ta tu mà chúng ta thấy mệt nhòa sau một thời ngồi thiền, chúng ta mệt nhòa sau một thời ngồi niệm Phật, chúng ta tu 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày cái mình thấy mình kiệt sức, cần phải kiếm thuốc uống để bồi dưỡng thêm để tu tiếp. Cái điều này tôi gặp nhiều người lắm rồi đó. Và nhất là những cái vị mà được gọi là gì, tinh tấn tu hành bằng cách là chúng ta được có cái duyên lành để nhập thất á. Nhập thất chiến này là mình phải chiến đấu cho tới cùng nha, phải diệt trừ cho hết vọng niệm nha. Phải để tâm mình cho được thanh tịnh nha. Chúng ta phải làm quyết tâm quyết tử, gọi là chúng ta tinh tấn tu hành. Sự thật là chúng ta tự khuấy nhiễu mình cho nó mau kiệt sức hơn, mau hết năng lượng hơn, để rồi chúng ta mau ngã gục hơn người khác, chứ không phải là chúng ta làm điều đúng. Cái đúng ở trong đạo Phật là không có hơn thua. Từ cái việc nội tâm cho tới cuộc sống bên ngoài, đó là một sự thật. Cho nên chúng ta thấy một người tu tốt là khi đối chuyện, đối duyên bên ngoài, họ ít có cái sự đối chọi, và gần như tất cả mọi việc đến với họ, họ hết sức là điềm nhiên tiếp nhận, dù chuyện đó hay chuyện thuận hay chuyện nghịch. Có đôi khi họ sống trong cái hoàn cảnh nghịch mà người khác kêu trời không thấu, nhưng mà thấy bình thường, không có gì chơi ra hết. Thì chuyện đó nó tự lắng đi. Hoặc là trong một cái hoàn cảnh nghịch, hoàn cảnh thuận thấy gần như người đó chết, nhưng mà chúng ta thấy rằng có những người họ sống vẫn tự tại trong đó được một cách hết sức là bình thường, rồi chuyện nó cũng qua. Không phải là chúng ta bỏ qua chuyện, hoàn toàn không có ý này. Chúng ta nên nhớ một cái người tu Phật nó khác với một người đời. Người đời bình thường, người tu bình thường là một thì lấy, hai là bỏ, đúng không? Nhưng mà người tu kha khá, chúng ta nói tu kha khá đây là không lấy mà cũng không bỏ. Không phải là ba phải, không phải là phải. Tất cả mọi việc xảy ra đối với chúng ta đều rất rõ ràng, chúng ta không bao giờ lầm. Nhưng chúng ta không chấp bên này, chúng ta không chấp bên kia, chúng ta không thiên bất kỳ bên nào, tức là cái thấy biết chúng ta luôn luôn chuẩn mực, không theo bên nào cả. Không theo bên đúng, không theo bên sai, không theo bên tịnh, không theo bên loạn. Hoàn toàn hai cái hai bên đó. Một người hành giả tu đúng là họ hoàn toàn không vướng vào. Được một lần như vậy mới thấy một điều kỳ diệu của Phật Pháp. Chừng đó thì chúng ta mới biết được cái nghỉ ngơi, ăn không ngồi rồi của người tu Phật. Người tu Phật của chúng ta ăn không mà ngồi không có rồi. Cho nên ở ngoài đời có nhiều khi người ta nói mấy cái người ở trong chùa ăn không ngồi rồi. Tôi nói là tôi rất cảm ơn khi chúc chúng tôi câu này, nhưng mà sự thật là tôi chưa ngồi rồi được. Ngồi không có rồi được đâu, ngồi nó còn đủ thứ. Cho nên một phen mà nếu mà thực sự chúng ta ăn không mà chúng ta ngồi rồi á, là chúng ta xứng đáng được trời người cúng dường. Thì chúng ta ngồi không có rồi, chúng ta ngồi không có chịu rồi. Ngồi cái là bắt đầu mình chuẩn bị hơn thua rồi. Chuẩn bị ngồi thiền là chuẩn bị chiến đấu, đúng không? Chuẩn bị ngồi niệm Phật là chúng ta chuẩn bị hơn thua. Chứ chưa bao giờ chúng ta chuẩn bị ngồi là chúng ta để yên mình ở đó. Có bao giờ chúng ta làm chuyện đó cho mình chưa? Nó mệt gần chết là làm công việc từ sáng sớm cho tới chiều tối, mệt lả người luôn, bắt đầu ngồi đánh thêm một trận nữa. Chiến đấu thêm một trận nữa rồi mới chịu nằm xuống. Rồi nằm xuống rồi là nằm thêm ác mộng, trong giấc mộng cũng hơn thua trong đó, rồi thức dậy tiếp tục hơn thua ngày hôm sau. Cho nên là khiến là chúng ta không nghỉ được chút nào cả. Nhưng mà thực sự người tu một phen biết tu là nghỉ ngơi trọn vẹn. Quý vị thấy một điều kỳ lạ là cái lúc chúng ta nghỉ, chúng ta tưởng tượng như một cái máy đang chạy. Nếu mà cái máy nó vận hành hoài thì càng lúc càng nóng lên và mau hư mòn. Một phen cái máy chúng ta được tắt một lần, chúng ta dừng đi cái sự quay cuồng đó một phen hết sức nhỏ, khoảng một giây thôi, gần như chúng ta phục sinh lại tất cả nội lực của mình. Đây là điều rất đặc biệt của người tu Phật. Do đó mà quý vị thấy có những người, cái công việc của những người mà tu tốt, quý vị thấy là gần như họ không xài sức người nữa. Giống như họ không xài sức người, họ chỉ cần thiếp mắt một chút, họ nhắm mắt, họ ngồi nghỉ ở đâu đó là coi như mọi chuyện gần như khôi phục y như cũ, không có bao giờ mất sức mất lực. Người tắt máy để chạy lại, tắt máy để chạy lại là máy đã chạy, khởi động từ đầu. Nhưng mà chúng ta thì không được điều này.
Cho nên chúng ta làm việc chúng ta thấy mệt, chúng ta tu thấy cũng mệt, vân vân. Tất cả những việc làm trong cái việc, nhất là công việc tu hành đó, có những người hết sức là lầm lẫn. Mà trong cái lầm lẫn này đó, rõ ràng là cũng do cái duyên, chúng ta chưa được gặp những cái sự hướng dẫn chuyên môn, để rồi chúng ta phải đem hết cả cuộc đời của mình ra, mình làm những cái điều hết sức là phí uổng, rồi kết thúc một cuộc đời trong sự lầm lẫn mê muội, trong cái tâm hơn thua tranh đấu cả một đời của mình. Mà người tu mà cứ mãi tiếp nối cái sự tranh đấu này thì chúng tôi nghĩ là không biết chúng ta sẽ đi đâu, chúng ta sẽ về đâu. Cho nên là ở đây Đức Phật ý thức cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái tâm phan duyên của mình, có nghĩa là tất cả những cái vọng động, những móng khởi để chúng ta chấp bên này, chúng ta giữ bên kia, chúng ta buồn bên này, chúng ta ghét bên nọ, những cái mà chúng ta thấy chúng ta phải phân biệt, chúng ta nghe chúng ta phải vọng động để chia sẻ, chúng ta phải nhìn nhận cái này là đúng, cái kia là sai, cái này là hay, cái kia là dở, vân vân. Tất cả những cái điều đó, những cái điều mà phóng ngoại để phan duyên này, đều là tâm bệnh từ vô thủy của chúng ta, đều là tâm sinh tử từ vô thủy kiếp của chính mình. Người học Phật phải thấy ra điều thứ nhất này. Nếu ai một phen học Phật mà chưa thấy ra điều căn bản này thì không thể nào tu tập tiến bộ được. Lâu lâu rồi mình ngồi lại mình cũng nghĩ rằng ủa tôi hiểu cái điều này là đúng rồi. Hoặc là có những cái trường hợp mà chúng ta công phu, tự dưng có lúc nào đó chúng ta sanh kiến giải ào ào, có thể một ngày chúng ta làm hàng ngàn bài thơ được, chúng ta viết hàng loạt những quyển sách được, chúng ta nhớ được những bài thơ của chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát gì đó, chúng ta có thể nói ca, nói kệ, sẵn sàng thuyết pháp từ ngày này qua tới ngày nọ không bao giờ dứt. Nghĩ rằng đó là mình đã thông Phật Pháp rồi, nhưng mà không phải, chúng ta tiếp tục con đường lầm mới. Càng sanh tri kiến nhiều chừng nào thì chúng ta càng lệch đường nhiều chừng đó. Đây là điều mà cái người tu tập phải biết. Đừng nghĩ rằng mình tu một thời gian cái mình thông quá trời, cái mình nghĩ là mình tu tiến bộ, không có đâu. Không có, chúng ta đừng có lầm. Cho nên là từ cái chỗ mà chúng ta phan duyên hướng ngoại, để chúng ta tìm cái gốc này, chúng ta tìm cái cội kia, chúng ta tìm cái nguồn nọ, vân vân, thì tất cả những cái tìm cầu đó đều không thể làm tốt thêm được trong cái việc tu hành của chính mình. Một phen chúng ta phải thôi dứt tất cả những cái sự tìm cầu, để mình chỉ là con người hiện hữu trọn vẹn tại nơi đây mà thôi, thì tất cả mọi chuyện nó bắt đầu sáng tỏ với chính mình. Tất cả những người học Phật, tu Phật, điều căn bản thứ nhất là chúng ta thấy tất cả những móng khởi nơi tâm của mình. Dù là chúng ta móng khởi kiểu nào, đó chỉ là cái tâm sinh tử căn bản từ vô thủy. Đó là cái căn bản thứ nhất mà chúng ta phải nhận ra. Dứt phát là cái người tu Phật phải nhận ra điều này. Nếu mà chúng ta không nhận được điều này thì cái việc tu hành cả đời chúng ta không biết là chúng ta tu cái gì. Tại vì tu á, càng lúc thì chúng ta càng hiểu biết nhiều, không có học kinh điển rồi chúng ta ngồi thiền, cái bữa nay chúng ta có được kinh nghiệm này, ngày mai chúng ta sẽ có được kinh nghiệm kia. Ví dụ như ngày nay mình ngồi cái kiểu này nó yên, ngày mai cái mình ngồi kiểu kia nó yên, ngày mốt mình ngồi kiểu nọ nó yên. Chúng ta tu cái kiểu này nó được, tu kiểu kia nó được, không? Càng làm, mỗi một lần làm là chúng ta mỗi một lần có kinh nghiệm, mỗi một lần làm chúng ta mỗi một lần có kinh nghiệm, và tu riết rồi chúng ta có quá nhiều kinh nghiệm. Và có những kinh nghiệm đó cái mình nghĩ là à trời, tôi nhờ tôi tu lâu cho nên hôm nay tôi có mới có kinh nghiệm chia sẻ cho quý vị. Tất cả những kinh nghiệm đó nếu mà một ngày nào chúng ta thấy rằng nó là một cái gì đúng với mình thì chúng ta đang tiếp tục lầm theo cái kiểu mới. Cái kiểu mới chúng ta đang tiếp tục lầm lẫn nữa mà thôi. Đạo lý không phải là kinh nghiệm. Đây là cái điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên có những lúc chúng ta công phu, chúng ta được cái gì đó, chúng ta có một chút sở đắc nào đó mà chúng ta thấy đó làm cái việc đúng của mình trong công phu, chúng ta tự hào, chúng ta chấp nhận, thì coi chừng là chúng ta đã lầm chấp. Dù đó là cảnh giới thanh tịnh, dù đó là cái chỗ mà vong bật tất cả ý niệm của mình, mà mình chấp nhận cho đó cũng là một cái chuyện sai lầm. Nó cũng là một cái chuyện phan duyên mới mà thôi. Ở cái phần sâu kín hơn, lúc đầu thì chúng ta phan duyên để chúng ta phân biệt cái cảnh duyên bên ngoài thô động. Bây giờ cái chuyện phan duyên của chúng ta là cái định và cái loạn ở nơi tâm của mình. Và chúng ta chấp nhận cái định hơn là cái loạn. Thì thường là tất cả những người tu chúng ta được định cái chúng ta mừng lắm. Công phu biết bao nhiêu lâu rồi, mấy chục năm nay mới được miếng rồi, không mừng cho được.
Cho vậy mà chúng ta tiếp tục làm mới, chúng ta tự tạo cảnh giới mới cho chính bản thân mình, để rồi mình phải có cảnh giới này lạ lạ ở nơi tâm, để mình phải có cảnh giới kia lạ lạ ở nơi tâm của mình. Và đó là những cái kinh nghiệm tu hành cả đời của mình, để lấy đó làm sở đắc, sở chứng. Và rồi bản ngã chúng ta bắt đầu nảy nở theo sở đắc, sở chứng đó. Và sở dĩ có người cho nên mới được cái gì của người đó, đúng không? Có bản ngã thì mới có ngã sở. Có cái của ta thì chắc chắn là cái gốc ta nó đã có từ lâu mà mình không thấy ra. Cho nên mình thấy mình quá nhiều của, mình không thấy mình ở đâu, nhưng mình thấy của không mà. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng mình tu tốt, mình tu tốt cho nên mình quá nhiều kinh nghiệm, tức là bắt đầu của cải nơi tâm bắt đầu nó chồng chất lên. Chứ đừng nghĩ là mình nhiều kinh nghiệm là mình là cái người tu tốt, không có. Nhiều kinh nghiệm tức là nhiều cái chồng chất sanh tử mới, nhiều cái sở đắc mới, tức là nhiều cái cảnh giới sanh tử mới hiện ra nơi tâm của chúng ta mà thôi. Chứ không phải nhiều kinh nghiệm là tốt. Cho nên tu tốt nhất là không có kinh nghiệm gì. Tu làm sao đó mà chúng ta vẫn còn nguyên như vậy, đừng có mất miếng nào. Chúng ta để tất cả mọi cái ở cái vị trí uyên nguyên của nó, một cách hết sức là lặng lẽ, thanh tịnh đó. Tức là chúng ta đang làm đúng với chân lý mà Đức Phật đã chỉ dạy. Tức là chúng ta sẽ rời được cái căn bản sanh tử này, phải rời được cái phan duyên này. Còn nếu không là chúng ta sẽ bị vướng kẹt vào cái căn bản sanh tử tiếp nối. Và cái điều thứ hai căn bản là Bồ Đề Niết Bàn, nguyên thể thanh tịnh từ vô thủy. Tức là cái thức tinh nguyên minh của ông hiện nay đang sinh duyên mà bị duyên bỏ rơi. Chúng ta đọc câu này chúng ta hiểu chưa? Tức là ở đây Đức Phật nói là cái căn bản thứ hai là cái căn bản giác ngộ của chính mình. Cái Bồ Đề Niết Bàn tức là cái sự an lạc giác ngộ của chính chúng ta, là cái thức tinh, tức là cái thấy biết tinh anh trong lặng sáng suốt của chính mình đã có từ vô thủy cho tới giờ phút này. Cái đó nó hay sanh tất cả các duyên, nhưng mà bị các duyên bỏ qua, hay sinh các duyên mà bị các duyên bỏ rơi. Có một câu nói mà chúng ta có thể hiểu ngược ngược, một câu hỏi ngược của một cái vị cư sĩ Trung Quốc tên là Bàn Long Quẩn. Khi ông bắt đầu, ông là một cái vị mà cũng tương đối giàu có, thì một hôm ông tìm đạo lý, ông khởi lên một câu hỏi để đi tìm cầu học đạo với nhiều vị đại sư, thì trong đó có vị Thạch Đầu. Khi ngài đến, ngài hỏi ngài Thạch Đầu: thế nào là cái người không cùng vạn pháp làm bạn lữ? Ngài Thạch Đầu bùm miệng ông. Thì lúc đó ông có cái tỉnh, nhưng mà vẫn chưa triệt ngộ được. Ông vẫn chưa thỏa mãn được cái điều mà ông muốn tìm. Một hôm ông mò tới ngài Mã Tổ, ông cũng vẫn đặt lại câu hỏi này. Ông hỏi là thế nào là cái người không cùng vạn pháp làm bạn lữ? Thì ngài Mã Tổ nói là nếu ông hả cái miệng ông hớp một cái mà hết cái nước ở sông Tây Giang này, ta sẽ gì ông mà nói. Thì ngay câu nói này, Bàn Long Quẩn ngộ đạo. Nó giống như cái tâm hay sanh các duyên bị duyên bỏ rơi. Tức là cái đó nó hay sanh muôn pháp, nhưng mà muôn pháp không thể dính lại được nơi đó. Cho nên thấy cái ý này, tức là nơi cái thức tinh, tức là cái thức thanh tịnh, tinh anh sáng suốt của chính mình, nơi đó chưa hề nhuốm một mảy bụi trần nào, gọi là thức tinh. Tức là cái chỗ mà ngài Lục Tổ Huệ Năng nói là xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ, chỗ đó chính là cái thức tinh nguyên minh của tất cả chúng ta. Cái chỗ đó còn uyên nguyên cái sáng suốt, tức là cái thức tinh là cái chỗ thanh tịnh tinh khiết nhiệm màu, nó còn nguyên sự sáng suốt đó từ xưa tới giờ. Dù chúng ta có bị sanh tử vô lượng kiếp, cái đó nó vẫn uyên nguyên thanh tịnh sáng suốt đó, gọi là thức tinh nguyên minh. Tức là cái thấy biết tinh anh sáng suốt nhiệm màu nguyên vẹn, chưa hề bị nhiễm bất kỳ một mảy trần nào. Mặc dù chỗ đó nó hay sanh muôn pháp, nhưng mà muôn pháp không thể dính lại được trong đó, gọi là
hay sanh các duyên mà bị các duyên bỏ rơi, hay sanh các duyên mà bị các duyên bỏ rơi. Đó là chỗ này chúng ta có thể nói, chúng ta có thể cười, chúng ta có thể đi, chúng ta có thể đứng, chúng ta có thể la, chúng ta có thể hét. Nhưng mà cái thức tinh đó, cái thức tinh nguyên minh đó vẫn hiện hữu mà không bị một mảy may động đậy tới. Không ai có thể la hét mà động được tới cái thức tinh nguyên minh này. Và dù là chúng ta bị ở cõi xấu nào, cái đó vẫn nguyên như thế, vẫn nguyên như thế. Chúng ta có khóc cho tới hết một đời của mình thì cái thức tinh nguyên minh đó cũng nguyên như thế. Chúng ta có cười cho hết cả cuộc đời của mình thì thức tinh nguyên minh đó cũng nguyên là như thế, không hề bị thay đổi bởi thời gian, không gian và bất kỳ một cái sinh hoạt cuộc sống nào của một chúng sanh nào ở mười phương pháp giới này, dù chúng sanh đó ở một cái địa vị giác ngộ hay là ở chỗ lầm mê, đang mê chấp trong vọng tình vọng tưởng của mình, thì cái thức tinh nguyên minh đó vẫn sáng suốt nhiệm màu. Đây là cái mà chúng ta phải thấy ra. Hồi nãy chúng ta, cái thứ nhất, cái căn bản thứ nhất là cái căn bản sinh tử nhiều đời nhiều kiếp của mình là tâm phan duyên, tức là cái tâm vọng ngoại, vọng động, vọng cầu của chính mình, cái tâm hướng ngoại tìm cầu, cái tâm vướng mắc bên đây, vướng mắc bên kia của chính chúng ta. Đó là tâm căn bản sanh tử. Và bây giờ Đức Phật nói điều thứ hai là tâm căn bản của Bồ Đề và Niết Bàn, tức là sự giác ngộ giải thoát, sự thanh tịnh sáng suốt, nhiệm màu nguyên nguyên mà không hề bị nhiễm trần, hay sanh ra duyên trần mà duyên trần bỏ rơi nó. Dùng từ duyên trần bỏ rơi, nhưng sự thật thì duyên không thể bỏ được tự tánh rồi. Giống như bây giờ cái hư không hay sanh ra tất cả cảnh vật, nhưng cảnh vật không bao giờ lưu ý tới hư không. Nhưng chúng ta đã từng đi, chúng ta đã từng đứng trong hư không này, nhưng mà chúng ta quên, đâu có nghĩ rằng mình đang đi trong hư không đâu. Lúc nào chúng ta nói là tôi đang đi trên hư không không? Không có. Chúng ta nói là tôi đang đi trên cái đất này, tôi đang đi trên cái đất kia, tôi đang ở trong cái nhà nọ, chứ có ai nói rằng tôi đang ở trong hư không, tôi đang đi trong hư không, tôi đang đứng trong hư không không? Chúng ta hay quên cái việc này, phải không? Thì giống như cái thức tinh nguyên minh nó hay sanh ra tất cả mọi điều giữa cuộc sống này, cả vũ trụ nhân sinh này đều xuất phát từ cái thức tinh nguyên minh đó. Thế mà tất cả các duyên đều không nhớ, và chính chúng ta quên đi cái thức tinh nguyên minh này, cho nên chúng ta mới bắt đầu hướng ra bên ngoài để phan duyên, để đi vào cái dòng sanh tử luân hồi. Tức là chúng ta trở lại cái căn bản sanh tử mà chúng ta không nhớ tới cái thức tinh nguyên minh này. Chứ nếu như tất cả những duyên mà đều quay trở về nguồn cội, chính bản thân chúng ta quay trở về nguồn cội, tất cả những suy nghĩ chúng ta đều phải thấy biết rằng tất cả những nghĩ tưởng của mình, tất cả những cái hành tung, những cái cử chỉ, những cái hành động dù nhỏ nhiệm của chúng ta thì cũng đều xuất phát từ cái thức tinh nguyên minh thanh tịnh nhiệm màu này, thì chúng ta không bị lầm trong sanh tử tiếp nữa. Còn khi mà chúng ta khởi nghĩ, chúng ta hành động là chúng ta nghĩ rằng mình làm, tức là chúng ta đã rời, chúng ta đã quên, chúng ta đã bỏ cái thức tinh nguyên minh của mình, gọi là bỏ rơi cái thức tinh nguyên minh. Chính tất cả chúng sanh đã bỏ rơi cái thức tinh nguyên minh này mà mới lầm nhận cái tâm phan duyên lấy làm cái tính thật của chính mình, mà không thấy nó là một cái gì là vọng động, nó là cái gì giả dối, nó là cái gì không thật, chúng ta không thấy ra. Do đó hai cái căn bản này buộc tất cả những người học Phật chúng ta phải nhận ra. Một là phải nhận ra được tất cả những cái vọng động xảy ra nơi tâm chúng ta đang hướng ngoại, thì đó là không phải cái tánh thật của chính mình, mà nó là cái căn bản của sinh tử. Còn cái thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu hay sanh ra tất cả duyên cảnh này, hay sanh ra cái buồn thương giận ghét, đó mới là cái thức tinh nguyên minh thật của mình, đó là Bồ Đề Niết Bàn chân thật của chính mình. Thì buộc tất cả những người học Phật cũng như tất cả những chúng sanh đều phải một lần quay lại với cái thức tinh nguyên minh của mình. Một phen mình phải nhận ra được cái gì đó ở nơi mình từ xưa giờ chưa hề bị nhiễm trần thì mới được. Không phải là chúng ta ngồi cho yên hết tất cả những vọng niệm rồi chúng ta mới thấy rằng mình không nhiễm trần, không phải như vậy. Lúc nào đó chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta cười, chúng ta nói, hoặc là chúng ta đang khóc, cho tới chúng ta ngất đi, chúng ta tỉnh lại, chúng ta thấy ủa sao mình không dính như cái gì, thì lúc đó coi như là chúng ta xong chuyện. Chứ không phải là chúng ta ngồi thiền nhập định 2-3 năm mình mới thấy mình không dính, không phải vậy. Tất cả những cái việc xảy ra trong cuộc sống này, nếu một lần một người thấy được cái gì đó ở nơi mình hoàn toàn không thể dính được với tất cả các pháp, tức là nhận ra được một cái người không cùng dạng pháp làm bạn,
rõ ràng là mặc dù hay sanh muôn pháp nhưng mà không thể làm bạn với muôn pháp, các pháp không thể dính được và không thể nắm bắt, không thể dừng trụ lại được. Một lần như vậy là chúng ta đã nhận ra được cái bồ đề niết bàn của chính mình. Còn không thì chúng ta bị lầm. Chúng ta chỉ cần một thoáng chốc thôi mà phải hết sức là nhạy bén, chúng ta mới thấy một cái thoáng qua nơi tâm thức của mình. Thật sự người tu càng tu giỏi chừng nào thì cái trí người đó càng sắc bén chừng đó. Sắc bén như Ngài Long Tế nói là nó nhạy để có thể biện biệt được cái điện xẹt trong hư không có bao nhiêu lần. Một lần chớp thì nó chia bao nhiêu tia, trong đó là phải phân biệt được. Chúng ta lấy hai cục đá chúng ta xẹt với nhau, có một cái tia xẹt đó chúng ta phải biện biệt thật rõ ràng là mặt nào trắng, mặt nào vàng, mặt nào đỏ, mặt nào xanh liền. Tức là trí chúng ta phải thực sự sắc sảo đến mức độ đó. Thì như vậy chúng ta mới nhận định được một cái sự rơi rớt khỏi cái vị trí chân thật của chính mình ở trong cuộc sống này. Mỗi một lần chúng ta thấy một sự việc, mỗi một lần chúng ta nghe một âm thanh, mỗi một lần chúng ta tiếp xúc bất kỳ một điều gì trong cuộc sống này, thì chúng ta phải hết sức là tinh tế, nhạy bén để chúng ta nhận rõ rằng mình đang rớt xuống cái tầng vọng động hay là chúng ta đang ở cái chỗ tinh nguyên sáng suốt của chính mình. Chúng ta phải nhận ra, và chỉ cần chúng ta nhận ra mà thôi, đừng nên thêm bất kỳ điều gì, đừng có tốn công, đừng có dụng lực giùm, uổng phí cuộc đời mình lắm. Trời đất sanh ra cho chúng ta có bao nhiêu nội lực để chúng ta xài thì đừng có phí phạm một cách rất là bừa bãi như thế, không nên nữa. Chúng ta đừng có ngồi lại để hơn thua nữa, chúng ta đừng có muốn lấy bỏ, chúng ta đừng có chiến đấu nơi nội lòng của mình nữa, tội nghiệp, không? Tại vì cái thương nó cũng sanh ra từ đâu? Từ tâm của mình. Cái ghét nó cũng sanh ra từ tâm của mình, cái tốt nó cũng sanh ra từ tâm, cái xấu nó cũng sanh ra từ tâm. Tức là hai đứa con cùng một bà mẹ sanh ra. À, nếu chúng ta mà hai đứa con mà một đứa chúng ta thương á thì nó cũng đánh lộn với đứa ghét. Đứa ghét là nó kiếm chuyện cự cãi đứa chúng ta thương, thì cái người mẹ người cha có vui không? Không vui được, gia đình đó không có thể đầm ấm được. À, muốn do gia đình chúng ta ấm im, được sống an hòa hạnh phúc thì làm sao sắp xếp đừng cự lộn nhau nữa. Hai đứa con của mình sanh ra, chính mình sanh ra đó, chứ không ai. Không ai kêu chúng ta sanh ra, không ai sanh giùm mình ở trong tâm mình đâu, mà chính mình sanh ra cái thiện và cái ác nơi tâm của mình, chính mình sanh ra cái đúng và cái sai nơi tâm của mình, thì phải khéo mà đừng cho nó chiến tranh nữa. Cứ để cho nó sống, mỗi đứa nó có một lĩnh vực riêng, và phải để cho nó sống hết tuổi thọ nó dùng. Không sao đâu, không có mất mát nào, nếu mà có mất cái gì tôi sẽ thường cho. Họ đã là không mất. Mà chúng ta sẽ thấy một cái điều kỳ diệu, nếu một phen chúng ta không hơn thua trong nội lòng của mình một lần thôi, dù lần đó là bao nhiêu giây, thì quý vị mới thấy là ngồi sau tự dưng mình thấy cái nội lực mình nó khác đi hồi trước, khác rất nhiều. Và được nhiều lần như vậy thì quý vị mới thấy cái năng lực mình bắt đầu nó trỗi dậy, sức sống mình nó sẽ mãnh liệt hơn, sức khỏe mình nó sẽ tốt hơn, đời sống mình nó sẽ tốt hơn, trí tuệ mình càng lúc càng sắc sảo hơn. Còn nếu không là chúng ta cứ bị cùng nhục, tại vì có hai cái, một cái đúng, một cái sai, nó cứ hơn thua nhau hoài, rồi lấy gì khá lên được, phải không? Gia đình mà hai đứa con nó cứ cự lộn, đánh lộn, nó thưa, nó kiện, rồi nó đi nằm nhà thương, nằm bệnh viện riết, rồi lấy gì cha mẹ giàu có, không thể giàu có được. Như vậy là nếu chúng ta còn hơn thua chừng nào thì chúng ta càng phá sản chúng ta nhiều chừng đó, hơn thua giỏi chừng nào thì phá sản giỏi chừng đó, mau tàn mạc, mau lụng bại, mau cạn kiệt năng lực chừng đó. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Những người tu làm ơn thấy cái điều này giùm, để chúng ta đừng có mất thời gian nhiều quá trong cái việc công phu. Niệm Phật thì cứ niệm, không? Chúng ta cứ ngồi thẳng lưng, chúng ta cứ niệm A Di Đà Phật, rồi nó khởi cái gì nó cứ khởi, mình cứ chú tâm mình niệm Phật, thì câu niệm Phật vẫn sống, và cái ý niệm vẫn sống đó, nó vẫn sống cho tới hết tuổi thọ của nó. Tại sao mình thích niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà lỡ niệm cái bà già kia thấy ghét thì chúng ta không để. Cứ để đại đi không sao đâu, không có mất gì hết đó, không mất gì. Cứ để cho nó xanh xo nảy nở một vườn hoa, nó nhiều hoa nó mới đẹp. Tâm chúng ta phải có nhiều ý niệm nó mới hay, không? Thử đi, bây giờ chúng ta cứ nghĩ chuyện Phật 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 trong suốt đời mình coi, mình đựng gì, không đựng gì hết trơn.
cuộc đời chúng ta hoàn toàn không ý nghĩa. Chúng ta phải làm sao mà nó đừng có rớt vào một cái trạng thái gọi là thái quá. Thái quá thì không tốt. Phải để cho mình giận giận chút chút để mình có một chút thương thương để mình có một chút ghét ghét thì cuộc đời nó mới ý nghĩa. Người mà sống không thương, trời ơi, thấy cái mặt giống giống như Trịnh Hồng. Không biết mặt Trịnh Hồng cỡ nào mà ta nói hồng hồng như Trịnh Hồng á. Sống suốt cuộc đời mà không biết thương ai hết á thì cuộc đời vô nghĩa thật sự. Cho nên chúng ta cũng phải thương chút chút. Thương mà đừng có để cho bị dính mắt à, cứ thương. Rồi chúng ta cũng phải buồn buồn miếng. Chẳng lẽ bây giờ mình không có, rõ ràng là con người chúng ta còn sống mà nói bây giờ chúng tôi khô lạnh lâu nay tôi không biết ý niệm bực bội ai hết. Người nào nói vậy là chúng ta nghĩ người đó tu tốt hay tu dở. Tôi luyện lòng tôi như sỏi đá là tôi không biết động với bất kỳ một cái gì. Cũng động nhẹ nhẹ ăn miếng đi không sao đâu, miếng thôi nha, đừng có nhiều. Để cho cuộc đời chúng ta nó có một chút này, một chút kia, một chút nọ, và được như vậy cuộc đời mới hết sức là đẹp và đời sống bắt đầu có ý nghĩa. Chứ tôi nói này không biết có nghịch với quý thầy không. Nhưng mà sự thật là chúng ta đừng để cho thói quá. Ví dụ như mà thương thương quá để rồi gỡ không ra là không được nha. Cái điều đó là tôi không có kêu à. Chúng ta giận mà có thể thành kẻ thù là không có được. Bực một chút thì cho phép, nhưng mà đừng có giận thành kẻ thù. Cho cái tất cả mọi cái nó có ra trong cái thân xác này là những cái đã được, phải nói là đã được thiên nhiên chế xuất, đã được kết tinh của cái vũ trụ mênh mông này từ nhiều ngàn kiếp rồi. Chúng ta mới có được một cái thân như thế này. Thì chúng ta nên quý hết tất cả mọi cái có ở trong lòng mình đi. Theo chúng tôi là như vậy. Chúng ta không có xóa bỏ, chúng ta không có trừ diệt, chúng ta hết sức trân trọng quý kính mọi cái giùm đi. Rồi cuộc đời chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn. Tại vì sao? Tại vì chính mình á, mình còn chửi rủa mình, chính mình còn chê bỏ mình, chính mình còn từ chối mình điều này điều nọ thì kêu mình được cái gì? Mình nghĩ rằng mình từ chối, mình sẽ bỏ đi những cái điều xấu để mình trở thành người tốt. Đúng không? Tốt không? Không tốt. Tôi bảo đảm được đó là không. Một người tốt là người có khả năng thương yêu được cả cái người thiện và người ác thì người đó mới thật sự tốt. Còn người nào mà chỉ quý điều thiện mà ghét điều ác thì chúng ta nói người đó chưa thật sự tốt. Thì chúng ta còn ở phe này, ở phái kia, và chúng ta vẫn còn phải lấy, phải bỏ, vẫn còn hơn thua đó mà, thì không tốt được đâu. Cho nên chúng ta phải chấp nhận được tất cả mọi cái bằng cái tâm thanh tịnh sáng suốt của chính mình. Cái người tu đòi hỏi cái sự tỉnh táo, nhạy cảm, nhạy bén thực sự trong từng sát na một trong đời này, chớ không thêm người tu cái gì. Tức là lúc nào chúng ta phải cũng phải hết sức tỉnh táo, nhạy bén để chúng ta nhận rõ được cái thiện cái ác, dù một mảy may xả ra nơi tâm chúng ta vẫn thấy rõ, và chỉ như vậy thôi. Thiện xảy ra chỉ như vậy mà thấy, ác xảy ra cũng chỉ như vậy mà thấy, đúng xảy ra cũng chỉ như vậy mà thấy, sai xảy ra cũng chỉ như vậy mà thấy, và chỉ thấy như vậy mà thôi. Đừng có thêm, đừng có bớt. Chứ quý vị sẽ thấy rằng cái cuộc sống chúng ta nó vô vàn ý nghĩa. Quý vị sẽ thấy rằng ủa sao từ trước giờ mình tu, mình thấy mình cũng khô queo, mình cọc lóc, mình cũng quạo, mình không thích điều này, mình không thích điều kia, mình chê điều này, mình bỏ điều kia, đủ hết. Rồi bây giờ cái gì mình cũng chịu hết, không sao. Mà rõ ràng là không sao. Còn nếu chúng ta còn hơn thua là bắt đầu có sao á. Bắt đầu có sao liền. Sẽ có bên tối bên sáng. Chúng ta còn luôn tranh tối tranh sáng ở tự lòng của mình. Tức là mình không tự thăng qua mình lên được. Đúng không? Thì ra chúng ta thấy là có những người họ gom cái rác để họ kinh doanh, họ cũng có thể làm giàu. Cũng giống như một người kinh doanh vàng vậy. Tức là một người kinh doanh của quý, một người kinh doanh cái của bỏ, họ cũng có thể làm giàu lên được. Nếu chúng ta biết tận dụng à, chúng ta biết tận dụng. Chúng ta cứ để mọi cái nó diễn ra thì lần lần chúng ta mới nói tới cái chuyện là chúng ta có kinh nghiệm, có chút kinh nghiệm. Tức là mỗi một lần mà cái bực bội xảy ra nơi tâm với một cái chuyện gì đó trong đời mình thì mình cứ nhìn ngắm một cách rất là hồn nhiên trong sáng để thấy cái vận hành xảy ra của cái ý niệm bực bội đó nơi tâm mình. Chúng ta thấy rõ từng cái vận hành một, từ cái sự nhỏ nhiệm xảy ra nơi đó thì quý vị mới thấy cái hay của nó, cái hay của cái sân hận nơi tâm của mình.
Thì xưa giờ là mới bực bực là chúng ta lo dẹp rồi đúng không? Lo kiếm nước chúng ta uống, lo chúng ta niệm Phật, lo trì chú, lo làm cái gì đó làm sao cho mì đừng có nổi lên nữa. Mình chưa thưa tôi thấy cái mặt nó đẹp cỡ nào, cái sân hết sức đẹp. Cái sân hết sức là đẹp. Cái gì thử hôm nào chúng ta nhìn ngắm cái sân, cái bực bội, cái nóng giận xảy ra nơi tâm, chúng ta thử xem. Hết sức là đẹp, hết sức là mỹ miều. Khi nào chúng ta chấp nhận được điều này thì cuộc sống chúng ta thực sự là ý nghĩa. Còn nếu không chúng ta tu thì là tu càng lúc là càng thấy cô queo. Chúng ta không biết tu cái gì. Cười có đôi lúc là chúng ta cũng không dám cười. Và khóc có đôi lúc chúng ta không dám khóc. Muốn khóc thì chúng ta cứ khóc cho hết nước mắt rồi nghỉ. Muốn cười thì chúng ta cười cho hết cái trận cười rồi thôi. Thì như vậy tất cả những năng lực chúng ta không có một cái sự dồn nén để tạo sự bức bách cho chính mình, tạo sự khó chịu cho chính mình. Và chính vì vậy mà tất cả những cái nghiệp cũ nó được gọi là tháo đập, mở đê để nó tuôn đổ. Còn nếu không chúng ta vẫn luôn bích lắp đầu này, bích lắp đầu kia. Chúng ta cứ ém đầu này nó xịn miếng, ém đầu kia nó xịn miếng, ém đầu nọ nó xịn miếng là chúng ta sẽ xì hoài, cứ rỉ chảy hoài không có hết. Khi nào tất cả những cái đập, những cái đê đều vỡ thành biển cả hết á thì mới được. Chứ đừng bao giờ để bất kỳ một điều gì trong tâm của mình. Ở đây không phải là chúng ta sân lên chúng ta chửi người khác. Chúng tôi không có kêu điều này nha. Chúng tôi không có nói điều đó. Nhưng mà chúng ta ngắm nhìn cái sân hận xảy ra nơi tâm của mình. Chúng ta có bực bội ai đó thì cố gắng bình tĩnh một tí. Chúng ta ngồi lại chúng ta ngắm nhìn nó xem. Và rồi chúng ta mới thấy cái cuộc thám hiểm nội tâm của chúng ta nó hết sức là tuyệt diệu. Tất cả những cái mà từ xưa đến giờ mình cho là xấu thì không ngờ nó hết sức là đẹp, hết sức là dễ thương và hết sức là dịu dàng, sân hết sức dịu dàng. Tại chúng ta chưa thấy cái dịu dàng của nó cho nên chúng ta không thể tưởng tượng lại cái đẹp, cái dịu của cái cơn sân của mình. Đây là một điều thật mà chúng ta phải thấy ra. Hay lắm, nếu quý vị thử một lần mà mình bực ai cho tới đỏ mặt tía tai, chúng ta bình tĩnh, chúng ta ngồi lại, chúng ta ngắm thử một lần đi. Chúng ta mới thấy rằng mọi cái của sao nó hay vô cùng. Cái cơn sân nó xảy ra nó cũng giải phóng được một số năng lượng thừa trong cơ thể của mình nữa. Chứ lâu nay chúng ta ém bây giờ nó bốc khói để nó đi ra. Nó làm cho con người chúng ta sau khi đó hết sức là mềm dịu và hiền hòa. Sau khi chúng ta một lần ngắm thử cơn sân mình coi, đây là một cái sự thật mà mình làm rồi mới thấy rõ nó là một cái sự thật xảy ra. Ở đây chúng tôi không phải nói đùa mà là bằng tất cả những cái thấy thật trong cái việc tu tập. Mọi cái đều phải nâng niu, chiều chuộng, ngắm nhìn một cách hết sức là trong lặng đi thì cuộc đời chúng ta ý nghĩa hơn. Có quá nhiều của cải để cho chúng ta xài từ trước đến giờ chúng ta bỏ qua. Chúng ta buồn người này, chúng ta nhớ người kia cũng là của báu của mình đó. Là của báu của mình. Thì đừng bao giờ nghĩ rằng mình nghĩ cái điều này là xấu, không có đâu, là của báu thật sự. Cho nên là khi chúng ta nghĩ tới, chúng ta nhớ một người nào đó theo cái kiểu gì đó. Cái người bạn thường thường chúng ta sẽ nhớ khác. Cái người bạn thân chúng ta sẽ nhớ khác, không? Rồi cái người mới quen chúng ta sẽ nhớ khác. Cái người mà chúng ta thương thiệt là thương, chúng ta sẽ có một cái kiểu nhớ khác. Cái nhớ nó có nhiều kiểu lắm. Nếu mà chúng ta chịu ngắm nhìn thì chúng ta mới phát hiện ra, ủa cái nhớ nó cũng nhiều bộ mặt lắm. Nhiều bộ mặt lắm, nó cũng dễ thương lắm, chứ nó không có ghét. Và như vậy thì tất cả những cái nỗi nhớ, cái niềm đau của chúng ta nó tự động được hóa tan. Đây là điều kỳ diệu của Phật Đạo. Nếu quý vị không còn hơn thua nữa thì tự nó lặng mất. Chính Đức Phật đã nói mà trong cái Kinh Pháp Cú là cái gì? Chiến đấu không thể, hận thù không thể diệt trừ được hận thù, phải không? Chỉ có cái lòng từ bi mới diệt trừ được hận thù. Mà chúng ta cứ nghĩ lòng từ bi là chúng ta thương người bên ngoài. Bây giờ chúng ta từ bi với chính mình đi. Chúng ta thương hết tất cả những cái chúng sanh hiện khởi ở trong tâm của mình. Chúng ta thương được những đứa con mà chúng ta đang đẻ ra. Chúng ta phải nuôi cho nó hết sức tận tình đi. Để ý có những bà mẹ sanh ra đứa con tật nguyền thì những bà mẹ cũng nuôi hết sức là quý, hết sức là thương đứa con của mình. Và những đứa con mà nó khôn lanh, nó tốt đẹp, chúng ta cũng thương, cũng quý như vậy. Thì đó mới là bà mẹ tốt.
chứ bà mẹ sanh ra đứa con nào ngoan, đứa con nào hiền, đứa con nào dễ thương, đứa con nào đẹp trai mình thương, đứa con nào xấu mình ghét, thì rõ ràng không phải là bà mẹ tốt, đúng không? Mà mình luôn làm cái chuyện không tốt đó từ trước đến giờ. Nói ra mến lòng chùm sớm, sự thật là chúng ta làm chuyện không tốt từ hồi chúng ta mới bắt đầu tu. Chúng ta chấp nhận mình là con người sanh ra con rồi đè đầu bóp mũi, nếu nó không có tốt, nó không theo ý mình. Đứa nào theo ý mình nuôi. Ví dụ như chúng ta có lỡ mà nghĩ một ý niệm tốt nào đó, cái chúng ta thích lắm. Chị có biết không, ngày hôm qua tôi nghĩ cái chuyện là tôi phải quán này ha. Tôi thương, không phải tôi thương chị đâu, mà tôi thương luôn cả bà con của chị, rồi tôi thương luôn cả làng này, tôi thương luôn cả đất nước, và tôi thương tất cả chúng sanh, cái chúng ta thấy mừng lắm. Cái mình nghĩ tới cái chuyện mình ghét cái bà đó, ghét luôn cả dòng họ bà, ghét luôn cả cả chồm sớm của bà nữa, cái mình sợ quá trời, cái mình cố gắng mình diệt trừ. Nó thực ra hai đầu của tâm thức. Chúng ta tưởng tượng giống như một cái cây mà chúng ta đặt thả xuống nước á. Chúng ta nhận cái đầu này thì đầu này chìm xuống thì đầu kia nó nổi lên, và nhận đầu kia thì kia chìm xuống đầu nọ nó nổi lên, rồi chúng ta cứ chơi giỡn như thế. Chúng ta không quân bình được cái cây đang nằm trên mặt nước để cho nó tự nổi như thế. Mà cái cán cân đó cũng rất khó mà cân. Phải không? Thấy vậy cho nó rất khó là cân. Chỉ trừ trường hợp là chúng ta có một cái sự hiểu biết Phật pháp nào đó cho nó thực sự chuẩn mực. Chúng ta có một kiến giải thực sự đúng với cái việc tu học Phật pháp của chính mình thì chúng ta mới để yên mọi cái xảy ra là tự lòng của mình. Còn không thì chúng ta luôn luôn là hơn thua. Chúng ta luôn luôn hơn thua, mà càng hơn thua chừng nào thì càng nguy khốn chừng đó cho chính bản thân mình. Cho nên cuộc đời chúng tôi thấy gần như không ai cười vui trọn vẹn hết. Lý do là cười phân nửa, còn phân nửa để chuẩn bị hơn thua. Cái hồi mà chưa tu á, tôi thấy có nhiều người nha, mấy người Phật tử mà hồi chưa biết tu á vui lắm. Mà tu thời gian tôi gặp mặt cái gì tôi thấy ủa sao hơi bị lạ lạ. Người bắt đầu chia làm hai rồi. Một phần á thì cũng mến cuộc đời này lắm, nhưng một phần bắt đầu từ bỏ. Nhưng mà thực sự á, sự thật á thì chúng ta thấy như thế này. Nơi mình nó có rất là nhiều cái mâu thuẫn. Ví dụ như bây giờ mình thử nhìn lại có phải không? Ví dụ như bây giờ mình ghét một cái người nào đó, bắt đầu cái cơn giận nó nổi lên rồi. Bây giờ bắt đầu mình tu để cho cơn giận này nó hết. Nhưng mà nó hết không? Không hết, nó mình chúng ta đè rồi hồi cái nó nghĩ lại một con đường khác, nghĩ quanh nghĩ quẩn, nghĩ qua nghĩ lại hồi cái bắt đầu có một người bạn nào nhắc hoặc là có một cái chuyện nào nó gợi lại chuyện đó thì chúng ta sẽ nói theo cái kiểu khác, nói theo cái kiểu mà vừa khen mà vừa thúc cùi chỏ sau lưng. Nó vẫn làm sao mà chúng ta thấy, tại vì á, nơi chúng ta xảy ra một cơn uất với một cái điều gì đó mà không được giải tỏa thì năng lượng dồn nén này nó sẽ phá con người của chúng ta, nó sẽ phá năng lượng vốn có của chính mình. Chúng ta đừng bao giờ bị phá năng lượng kiểu này, cho nên không nên có bất kỳ thái độ dồn nén nào trong cuộc sống này. Quý vị thử đi, chúng ta thử bắt đầu đi vào nội tâm là bắt đầu chúng ta sẽ khám phá. Chúng ta để cho tất cả những năng lượng vốn có nơi cuộc sống chúng ta được hiện hữu một cách trọn vẹn, dù năng lượng đó là năng lượng nào. Tất cả những ý niệm xảy ra đều là năng lượng sống của mình. Một ngày nào đó mình không còn ý niệm là ngã một cái bịch xuống chết, thân này mà không có ý niệm là sống nổi không? Không được đâu, không thể sống. Nếu ngồi trở thành người bất động không nhúc nhích, còn nếu nằm lại cũng nằm thẳng cẳng luôn không có gò quậy được, thì lúc đó ý niệm mới hết. Do vậy khi nào chúng ta còn ý niệm, tức là khi đó cái năng lượng chúng ta còn trỗi dậy, chúng ta phải cố gắng gìn giữ bảo bọc cái năng lượng này. Đừng bao giờ có ý niệm khuấy phá, đừng bao giờ có ý niệm hơn thua, đừng có bao giờ có ý niệm chiến đấu nữa. Đừng làm cho ý niệm, đừng làm cho năng lượng chúng ta bị tồn trữ, uất ức, dồn nén, để cuộc sống chúng ta nó mất đi cái sinh khí sống. Người tu là càng tu chừng nào thì người đó phải càng sao tươi vui cởi mở chừng đó. Mà muốn tươi vui cởi mở được là chúng ta phải biết tha thứ và bao dung với chính bản thân mình trước. Chúng ta phải từ bi thương yêu cho hết tất cả những chúng sanh đã có ở nơi mình trước cái đã, rồi mới nói chúng ta thương người bên cạnh. Tại người bên cạnh cũng phức tạp giống như chúng ta, thì con người phức tạp này chúng ta phải thương trước. Chúng ta phải xoa dịu, chúng ta phải làm cho nó hòa bình với nhau. Chúng ta phải làm cho đất nước chúng ta thực sự thanh bình, không còn chiến tranh nữa.
thì mới hy vọng là chúng ta thương một người khác đúng nghĩa của cái tình thương ở trong đạo Phật. Còn không đó, chúng ta ngồi đó mà chúng ta quán, chúng ta thương người này, chúng ta quán, chúng ta thương người kia, gọi là quán từ bi đó, thì coi chừng chúng ta sẽ bị lầm. Tất cả những cái quán đó cũng chỉ là cái gì? Cái tâm phan duyên. Mà đã là tâm phan duyên thì đó là căn bản của sinh tử, chứ không phải những cái quán đó là tốt. Cho nên thay vì chúng ta đừng quân quán, phải không? Chúng ta chỉ là một cái người thực sự tỉnh táo để thấy biết rõ ràng tường tận mọi sự việc xảy ra nơi tâm chúng ta mà thôi. Chừng đó là đủ. Thì quý vị mới thấy rằng cái năng lực của mình nó lạ lắm. Nó từng ngày một, cái sức lực, cái trí năng của chúng ta từng ngày một nó mạnh lên, nó sáng suốt lên. Và năng lượng chúng ta mỗi ngày mỗi vững chãi hơn, để cuộc sống chúng ta nó bình yên hơn. Còn ngày nào mà chúng ta còn bị dao động hơn thua với nhau á, với chính mình á, thì ngày đó là chúng ta tự tạo sự bất an, tự sâu xé lấy mình, tự xảy ra chiến tranh nội lòng, tự nội chiến. Chiến tranh xâm lược của nước ngoài tới thì nó dễ chống, nhưng mà nội chiến thì khó trừ. Chúng ta có thể là không có làm điều này, không làm điều kia, đóng bít cửa ngồi trong nhà được, chứ là không có cho cái gì xâm nhập tới mình thì nó cũng dễ, cũng có khó gì. Nhưng mà muốn cho trong lòng chúng ta đừng có nội chiến nữa thì vô cùng khó khăn. Mà sự thật, nếu ai mà chọn con đường hòa bình cho chính bản thân mình thì ngay phút giây đó là người đó được bình an liền. Và nếu như chúng ta muốn tiếp tục sống bằng cái đời sống bình an thực sự kéo dài trong đời sống này thì chúng ta nên chọn con đường hòa bình từ ái đó đi. Đừng chiến tranh nữa, không, đừng bao giờ chiến tranh. Quý vị mới thấy đời sống mình còn lại nó có ý nghĩa vô cùng. Chúng ta phải nhìn ra được cái nét đẹp, cái dịu dàng, cái hiền từ của cơn sân hận xảy ra, không? Chúng ta nhìn thấy những đo hoa lòng, ganh tị, hơn thua, những cái tươi vui, những cái đẹp đẽ của cái tâm phiền hận người khác xảy ra nơi lòng của chúng ta. Chúng ta phải nhận ra được cái đẹp đó ở nơi mình. Tất cả đều là những đo hoa lòng đang rực nở ở nơi chúng ta, chứ không có cái gì xấu hết. Chúng ta làm sao thấy tất cả những cái ý niệm xảy ra đều là những rừng hoa đẹp, và chúng ta chấp nhận rừng hoa đó đang nảy nở nơi tâm chúng ta, thì ngày giờ đó là chúng ta đang ở trong cái cực lạc. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng hoa này là xấu, hoa kia là tốt, thì chúng ta dù có ở địa đàng đi nữa cũng giống như ở địa ngục, không khác. Cho nên người tu là phải khéo chuyển mình một tí, khéo chuyển mình một tí, để chúng ta được sống trong bình yên, trong hạnh phúc, trong khoảng đời còn lại của mình. Chứ đừng để chúng ta phí cuộc đời này. Thì ở đây là chúng ta là những người đã tu học Phật Pháp cũng lâu năm rồi, cũng nhiều người đã dụng công nảy lửa rồi. Nên đây chúng tôi biết là nhiều người đã từng nhập thất, quyết tử, quyết tâm, nó đừng là nhịn đói. Nhịn đói là ngồi thiền, nhịn đói tụng kinh, nhịn đói đủ thứ. Rồi thậm chí là không ăn nhiều ngày, rồi không nói chuyện nhiều ngày, rồi không nằm nhiều ngày, vân vân, cũng là nhiều ngày làm cái này, nhiều ngày làm cái kia lắm rồi. Nhưng mà tất cả những cái hành động cử chỉ đó đều là thái độ hơn thua, cho nên khiến càng lúc chúng ta càng bị yếu đuối đi, càng mệt nhọc đi, càng kiệt sức đi. Chúng ta vắt kiệt cái sức của mình chứ không có làm lợi gì cho mình. Thì chúng tôi có một cái lời khuyên ngày hôm nay, sau khi chúng ta nhận rõ hai điều, thứ nhất là cái căn bản sanh tử, và thứ hai là cái căn bản Bồ Đề Niết Bàn, thì chúng ta nên đứng vững vàng ở cái chỗ không sanh của Niết Bàn, cái chỗ uyên nguyên của tự tánh của chính mình. Chúng ta nên đứng đó mà thấy, mà nhìn, mà nghe, mà tiếp nhận mọi chuyện, mọi cái, mọi điều, thì chúng ta sẽ được bình an. Còn chúng ta đi theo cái chiều phan duyên thì chúng ta sẽ bị bất an giữa dòng sống này. Thì chắc là hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện đến đây, chúng tôi sẽ tạm dừng. Trước khi nghỉ, chúng tôi dành ít phút để quý vị có ai có thắc mắc gì, thứ nhất là trong thời giảng này, hoặc là trong cái mấy cái thời kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta đã học vừa qua đó, có ai có thắc mắc gì thì chúng ta nên đặt câu hỏi trực tiếp, chúng tôi sẽ trả lời. Có ai có thắc mắc gì không? Chúng ta cố gắng làm sao mà mình học đạo, mình có cái chút công phu cho nó đúng á. Nếu quý vị thấy một điều lạ là khi chúng ta sống đúng là
từng ngày một chúng ta biến chuyển, từng ngày một chúng ta thay đổi rất lạ. Còn khi chúng ta tu chưa đúng thì chúng ta tu hoài còn nguyên đó. Cho nên là làm sao chúng ta sống đúng, chỉ một giờ thôi là một giờ thay đổi cuộc đời của mình, một ngày là một ngày thay đổi cuộc đời của mình. Đạo lý nó có điều kỳ diệu đó, chứ không phải chúng ta tu cả đời mà không có tiếng gì là không phải. Thật sự thì chúng ta không tiến đi đâu, nhưng mà cái bình an luôn luôn trải rộng nơi tâm chúng ta. Cái an lạc, cái hạnh phúc luôn luôn nó mở bài với tâm của mình. Chúng ta đang sống đúng, chứ chúng ta không có tiến đi đâu cả, nhưng mà cuộc sống chúng ta thực sự là an lạc, thực sự là bình yên. Bây giờ nếu không ai thắc mắc gì thì chúng ta sẽ hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn thành.